Xin chào các bạn, hôm nay thì DJ One sẽ làm một cái video mở hộp cái con camera Kecam. Dòng này là dòng 18IS200 nha các bạn. Đó. Con camera Kecam 18IS200. Ok, mình nhìn qua vỏ ngoài của nó một chút thì nó cũng giới thiệu cho chúng ta về hình ảnh con camera này. Đó. Về một số các chức năng của nó này. Ví dụ như là chức năng xem trên điện thoại này. Đó. Chức năng đàm thoại hai chiều này. Chức năng cảnh báo chuyển động này. Đó, nó có thể cảnh báo chuyển động và gửi cái thông báo về cho điện thoại cho chúng ta. Đó, chức năng thứ ba là chế độ hình ảnh Full HD nha các bạn. Đó, nghĩa là 2 megapixel đó, chế độ hình ảnh Full HD. Thứ ba đó là chuông báo. Chế độ chuông báo này, kết nối được với Wi-Fi này. Đó, tương thích với người dùng này. Đó, lưu trữ đám mây này. Đó, lưu trữ đám mây là các bạn có thể, một là các bạn có thể lắp vào thẻ nhớ để các bạn lưu trữ cái dữ liệu mà camera ghi lại. Hai là các bạn có thể lưu trữ trên đám mây. Đó. Với cái khe cắm thẻ nhớ của con camera này thì nó hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi vào sâu chi tiết của con camera này nhá. Khi mình mở ra thì mình thấy ngay cái con camera. Đây rồi. Đó. Đây mình sẽ để ra đây mình khui tiếp này. Ở dưới này nó sẽ có một quyển sổ hướng dẫn nha các bạn. Và cái quyển sổ hướng dẫn này thì nó được ghi bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Đó. Ok. Tiếp theo đó là đoạn dây cáp. Đó, dây cáp để kết nối. Tiếp theo là cụ sạc. Các bạn có thể xem thông số của cái cụ sạc này. Rồi tiếp theo là một bộ ốc vít để lắp đặt camera nha các bạn. Một bộ ốc vít này. Một cái chân đế để chúng ta lắp camera. Cái chân đế này thì có thể xoay gập. Đó, có thể xoay gập. Ok. Hết rồi các bạn ạ. Hết rồi. Đó, thì đây là tất cả các bộ dụng cụ của con camera Kecam. Dòng này là dòng IS200 nha các bạn. Đó, 18IS200. Con này thì nó được kiểu dáng mới. Nó thiết kế kiểu mới của dòng Kecam. Nó khá là đẹp. Mình sẽ lột ra này. Đây, thì các bạn có thể theo dõi cái con camera này. Đây là ống kính của nó này. Ở dưới này là, ở xung quanh này là các đèn hồng ngoại, thì khi nào các bạn cắm điện vào thì nó mới sáng lên thôi. Đó, ở bên này nó có một cái mic này. Một cái mic khe cắm thẻ nhớ bên này nha các bạn. Đó, khe cắm thẻ nhớ ở đây này. Ở dưới này là hai bên loa nha. Đây là loa nha các bạn. Đó, thương hiệu ở Kecam. Dưới này thì nó có mã QR và một số các cái thông tin, ví dụ như là ID, password. Đó. Loa nó cũng được tích hợp dưới này luôn nha các bạn. Này, nó có loa dưới này luôn. Ở mặt sau này thì nó sẽ có khe cắm nguồn này, nút reset này, khe cắm USB này và ổ cắm mạng LAN. Thì ổ cắm mạng LAN trong trường hợp mà camera không thể kết nối được với Wi-Fi thì chúng ta sẽ nối dây mạng LAN để cắm. Còn đối với cái USB này á, thì các bạn có thể kết nối với các thiết bị báo động hoặc là thiết bị loa. Đó. Kết nối được với cả USB Wi-Fi 4G nha các bạn. USB Wi-Fi 4G. Ok. Mình xem tổng quan một chút con camera này nào. Con này nó có thể xoay 355 độ nha các bạn. Đó, xoay dọc nữa này. Đó. Xoay dọc 120 độ và xoay ngang của nó là 355 độ. Đó. Chúng ta có thể nhìn tổng quát xung quanh cái con camera này khi mà chúng ta xoay. Đó. Ok. Thì con camera này nó có một số cái rất là hay, là nó có thể phát hiện được chuyển động. Phát hiện được chuyển động nghĩa là khi mà các bạn cài đặt vào ấy, thì bất kỳ một cái chuyển động nào trong mắt con camera này nó sẽ báo động về điện thoại cho chúng ta. Đó. Thì lúc đó chúng ta có thể bật chuông lên để camera nó hú lên để dọa cái đối tượng mà đã xâm nhập. Đó. Chức năng rất là hay.
Mình sẽ đi qua một chút về cái này là cái lắp vào tường các bạn, cái này để lắp ráp camera đấy. Chúng ta sẽ vít hai cái lỗ này vào tường nhé. Chúng ta sẽ vít vào tường, sau đó thì chúng ta sẽ xoáy camera này lên. Ở đây nó có cái ốc xoáy này, các bạn xoáy lên thôi. Đó, rất là dễ. Đó, kiểu như thế này. Mình đã xoáy tạm đây rồi. Đó, đây chúng ta gắn vào tường thôi, chúng ta xoáy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ok. Đây là kiểu dáng mới của dòng Kecam nha các bạn. Con này là dòng Kecam trong nhà, đây là một kiểu dáng mới. Thì bây giờ mình sẽ đi vào kết nối và demo cho các bạn cái chức năng xoay 355 độ, xoay ngang, xoay dọc. Như vậy sau khoảng 1 phút mình cài đặt cái con camera này vào thiết bị di động thì mình đã kết nối được rồi. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào camera để mình demo chức năng xoay cho các bạn nhé. Mình sẽ xoay này, xoay trái này, các bạn có thể để ý cái con camera này đang di chuyển. Xoay phải này, đó, xoay trái này, xoay lên nha, đó, mình xoay lên này, xoay xuống này. Đó, ok. Đó, cái này xoay, con camera này xoay rất là linh hoạt và có thể xoay quan sát tổng thể xung quanh cái vị trí lắp đặt của con camera này luôn. Đó, rất là thông minh. Con này với độ phân giải là 2 megapixel nên là chế độ của nó rất là nét, Full HD đó các bạn. Đó, thì hôm nay mình có làm một cái video mở hộp cái con camera Kecam. Dòng này là dòng 18IS200. Thì về cái hướng dẫn cài đặt và sử dụng thì mình cũng có làm một cái video rồi. Các bạn lên kênh của DJ1, sau đó tìm kiếm cái video hướng dẫn cài đặt và sử dụng, sau đó làm theo hướng dẫn. Thì video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.